Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 16 tháng 10 năm 2023. Và tôi ngồi đây phải dừng xe để mà chia sẻ với các bác đôi điều liên quan tới văn hóa, đặc biệt là với bộ phim của Trấn Thành đợt vừa rồi. Được mấy hôm rồi, nóng rực. Thì tại sao lại nóng rực? Thế nhưng mà có những nhân vật bắt đầu lên tiếng. Và thật sự rằng là mình chuyển từ buồn vào lúc sáng nay sang cái thất vọng. Và bây giờ thì thật sự rằng là phải có một cái câu dùng cái từ là bất mãn với rất nhiều những cái ý kiến mà mang danh là yêu nước. Nhưng mà thực tế nó lại là một trong những cái mà mình không biết mô tả thế nào. Nhưng mà ở đây có một cái người gọi rằng là mệnh danh là nhà báo rất nổi tiếng, là nhà báo Ô Xin Huy Đức, tức là anh Trương Huy San. Thì anh đã có một cái bài viết ở trên cái trang Facebook của mình với cái tựa đề là Tâm thức nô lệ. Với cái tựa đề là Tâm thức nô lệ. Và tôi xin chia sẻ cái quan điểm của mình về cái điều này. Mong các bác tích cực ủng hộ, đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thực tế cái bài viết có thể nói rằng là không dài của anh Ô Xin Huy Đức là bài Tâm thức nô lệ. Thì cái bài này đã gây một sự bất mãn rất lớn, ngay cả với cả những người mà được cho rằng là quen biết với cả Ô Xin Huy Đức, như là nhà báo Hà Quang Minh hay là một số nhà báo khác, thì họ đã thẳng thừng để mà phản biện cái tư tưởng hay là cái suy nghĩ của Ô Xin Huy Đức về cái gọi là tâm thức nô lệ. Bởi vì Ô Xin Huy Đức thì nhân danh cái sự sáng tạo nghệ thuật, nhân danh cái lớp trẻ tuổi tin, và không biết nhân danh cái gì nữa, nhưng anh nói rằng một bộ phim của Trấn Thành như vậy là một bộ phim rất ổn, rất ổn. Và anh khen ngợi bộ phim như vậy của Trấn Thành. Và đề một cái bài đó gọi rằng là tâm thức nô lệ khi chúng ta đi theo con lối mòn. Và anh nói rằng như thế, chúng ta phải cởi mở về cái vấn đề văn hóa ra. Thế thì xin thưa với các bác mọi người, ngay cái từ gọi là tâm thức nô lệ thì tôi, bản thân tôi thì đã thấy anh Trương Huy San, Ô Xin Huy Đức thì cứ ngỡ là anh ấy nói về mình. Bởi vì tôi suy nghĩ với những điều mà anh ấy nói ở trong cái bài viết này, cộng với cả những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ của anh từ trước, thì phải nói rằng là anh mới chính là cái người có tâm thức nô lệ. Không biết các bác nào còn nhớ không? Thế nhưng mà vừa rồi thì nhà báo Hà Quang Minh cũng đã nhắc lại một cái câu. Thì anh Ngô Xuân Huy Đức trước đây đã có một cái phát ngôn rằng việc mà Việt Nam đuổi Pháp đi thì chính là xua đuổi một cái nền văn minh. Tức là Việt Nam đuổi Pháp đi tức là xua đuổi một cái nền văn minh. Và thật sự mình không thể tưởng tượng nổi và mình không thể hiểu nổi. Cùng là những người mà máu đỏ da vàng, cùng là những người cùng khổ, đều có thể nói rằng là chúng ta hay gọi rằng là cùng đen và vẩu, kiểu như vậy, mà lại có thể là có những cái suy nghĩ mang cái tính chất, có thể nói là một tính chất nào đó mang tính chất phản động như vậy. Việc một quốc gia bị lệ thuộc vào một quốc gia khác, bất cứ quốc gia nào, lệ thuộc vào phương Bắc cũng vậy, mà lệ thuộc vào phương Tây cũng thế, thì đều là một quốc gia lệ thuộc. Và đấy thì mới là cái tâm thức nô lệ. Đấy mới là cái tâm thức nô lệ, chứ không phải là cái gì khác. Đúng không ạ? Đấy mới là tâm thức nô lệ, đối với tôi là như thế. Chúng ta không cần thiết phải trở thành bá chủ, hay rằng là trở thành một cái nước mà tất cả các nước khác phải nể trọng và coi trọng. Hoặc là gọi rằng là phải sợ thiệt chúng ta, tức là chúng ta không có cái tư tưởng bá quyền toàn cầu, trở thành đại ca, xưng hùng, xưng bá một phương. Thế nhưng chúng ta sẽ trở thành một cái nước mà ai cũng muốn chơi. Ai cũng muốn chơi, nhưng không thể ai kiểm soát được chúng ta được. Chính vì thế mà các bác có thể thấy rằng là Mỹ cũng muốn chơi với chúng ta, Nga cũng muốn chơi với chúng ta. Vừa rồi là chủ tịch của Duma quốc gia Nga cũng đang thăm Việt Nam. Rồi Trung Quốc cũng muốn thăm chơi với chúng ta. Tức là chúng ta phải trở thành một cái người mà giống như là có thể làm bạn bè với tất cả các nước. Đó là cái mà chúng ta có thể nói là độc lập. Và chúng ta không bị lệ thuộc nước nào. Ông Mỹ bảo phải theo ông đấy, không được, tôi không theo ai hết. Ông Trung Quốc bảo là phải theo tao đây này, không được, tao không có theo mày.
Rồi ông Nga bảo là phải như thế này này, không được, chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có cách thức của tao và chúng ta sẽ chơi với tất cả các nước, chúng ta không bá quyền, nhưng không ai có quyền cai trị chúng ta cả. Thì đó là cái tâm lý và được độc lập xin thưa với các bác. Còn cái chỗ của Huy Đức thì thật sự tôi nghĩ rằng là Huy Đức phải cẩn thận xem lại chính mình, bởi vì chính anh Ngô Xuân Huy Đức này mới là cái người mà có cái tâm thức nô lệ, tức là tâm đức về phụ thuộc. Trước đây thì anh phụ thuộc vào Pháp, đó, phụ thuộc vào Pháp, chấp nhận cái sự đô hộ của người Pháp, cướp bóc của cải, tài sản, tài nguyên của người Việt, của đất nước, chuyển sang Pháp, đúng không ạ? Rồi là giết chóc người Việt, đúng không ạ? Không cho người Việt có quyền tự do quyết định những cái vấn đề của mình. Thì đó có phải là cái mà anh gọi rằng văn minh hay không? Đó. Mà anh nói rằng là việc Việt Nam đánh Pháp là một cái xua đuổi văn minh. Trong khi đó hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái dòng chảy của văn hóa nó chảy vào Việt Nam thì nó chảy một cách rất là mạnh mẽ. Cả cái dòng chảy văn hóa của phương Tây cũng như là cả cái dòng chảy văn hóa của phương Bắc thì nó ảnh hưởng tới Việt Nam và nó làm sai lệch đi những cái nhận thức lịch sử của người Việt. Thế thì như vậy chúng ta tự dưng lại chúng ta lại trở thành một cái hòa nhập, hòa tan, bị hòa tan vào các nước khác và các dân tộc khác. Thế thì như vậy chúng ta có phải là nô lệ không? Thì xin thưa rằng đối với tôi đó chính là nô lệ. Còn đối với anh Trương Huy San, Hồ Xin Huy Đức thì chắc như vậy thì không phải là nô lệ. Đúng không ạ? Không phải là nô lệ. Đó là cái mà có thể nói rằng là rất nóng trong mấy cái ngày vừa rồi. Một số người thì nhân danh nọ nhân danh kia để rồi cuối cùng đưa những cái thứ văn hóa lai căng, những cái việc mà xuyên tạc lịch sử, những cái việc mà tẩy não giới trẻ để mà cuối cùng đưa đất nước có thể nói đến cái thảm họa diệt vong. Đến cái thảm họa diệt vong. Thì đó là những cái mà tôi cho rằng là những con người này dù vô tình hay cố ý, cố ý thì đương nhiên là tội nặng hơn rồi, nhưng mà vô tình thì cũng phải nói rằng là cũng có tội. Và họ là những tội nhân lịch sử. Đó, tội nhân lịch sử. Bởi vì họ góp phần vào những cái công cuộc như thế. Và không cho chúng ta một cái sự độc lập suy nghĩ, độc lập văn hóa và độc lập con người của Việt Nam. Và cứ bắt chúng ta phải phụ thuộc và chúng ta phải lệ thuộc và chúng ta phải theo những cái dòng chảy văn hóa của các quốc gia khác. Dân tộc văn hóa còn thì dân tộc còn. Dân ta thì phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Đó là cái tinh thần yêu nước. Tức là yêu nước nó không chỉ dựa theo một cái tinh thần kiểu như là phấp phới cờ bay, mà nó phải dựa theo cái tinh thần kéo dài hàng nghìn năm lịch sử. Đúng không ạ? Để chúng ta mới có được tình yêu nước vững chắc, chứ không phải là một tình yêu nước hời hợt. Thế cho nên phải biết lịch sử là vì như thế. Thế nhiều người cố tình, đầu tiên là xin thưa với các bác, là làm cho người ta chán sử. Thế rồi cuối cùng làm cho người ta bị loạn sử. Thế rồi chúng ta là để mà rồi cuối cùng là họ lật sử, đổi trắng thay đen. Đó, đổi trắng thay đen. Và cuối cùng lịch sử nó không còn trung thực nữa. Những cái việc lịch sử như thế này thì không chỉ là chúng ta viết, một bên viết thì có thể đảm bảo là không khách quan, nhưng có thể là tìm hiểu thời đại Internet rồi. Tìm hiểu rất nhiều những cái tác phẩm lịch sử của những sử gia nước ngoài, của Pháp, của Mỹ, của châu Âu và ngay cả thậm chí cả của Trung Quốc nữa. Để rồi từ đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái chi tiết này, cái hoàn cảnh này là đáng tin. Đúng không ạ? Là đáng tin. Thế thôi ạ. Có cái gì đâu. Thế nhưng mà nhiều người tôi cảm thấy rất là nguy hiểm. Đến đây các bác đọc bài của anh Ngô Xin các bác thấy nguy hiểm chưa? Các bác đọc bài của nhiều người khác các bác có thấy nguy hiểm nữa không? Xin thưa với các bác, đó là cái sự cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì nó sẽ dẫn đến thảm họa diệt vong của quốc gia, của dân tộc, khi vẫn còn có những con người như thế. Thế cho nên ấy, trong cái câu chuyện về thế cho nên là trong cái câu chuyện về về một bộ phim thôi, trông là như vậy, trông là như vậy, nhưng mà xin thưa với các bác, tưởng là nó nhỏ nhưng nó không hề nhỏ chút nào. Nếu chúng ta không cảnh báo, chúng ta không dám đấu tranh, chúng ta chỉ dám im lặng, chúng ta không dám phản biện, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành những cái tội nhân lịch sử. Bởi vì
Nó giống như kiểu là thấy người chết đuối mà không cứu á. Nó là như vậy. Đúng không ạ? Tôi rất buồn. Nhưng bây giờ đến đọc cái bài của anh Oxin Huy Đức tôi rất bất mãn. Và nếu các bác nào nhớ thì anh đã từng bảo vệ cái lợi ích nhóm của ngành điện và đã bị mọi người nói rất là ghê. Đây không phải là vấn đề công kích cá nhân mà vấn đề rằng là người ta đã nhìn ra những cái khác biệt trong cái động cơ của anh ấy viết. Đúng không? Chia sẻ đôi điều với các bác như vậy để các bác có thể tìm hiểu được cái động cơ của người ta viết là vì cái gì. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.